Ok, wow. Ở đây mình đang có một chiếc xe móc này các bạn. Đây là một chiếc xe lam các bạn. Màu xanh này. Đấy, một xe dòng cổ luôn các bạn ơi. Dưới này có một chiếc xe gì đây? Đây là xe màu vàng quá à. Đây là một xe đua màu vàng luôn này. Ở đây mình lại có thêm một chiếc xe màu vàng các bạn ơi. Nhìn biển bánh chưa? Được phân làm 6 luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chiếc xe kéo các bạn. Kéo một chiếc xe kéo màu xanh này. Đây là bản của em Standing Queen này, bản May này các bạn. Đấy, kéo này. Kho 95. Chiếc xe FC Racing Car Lightning McQueen màu đỏ, mã số hiệu 95, tia chớp người. Đây là một mô hình mô phỏng theo người bạn MC Lightning McQueen của chúng ta trong em trong Kha luôn các bạn ơi. Xin lỗi, chào mừng đóng đồ nha. Đây là chiếc xe cảnh sát này. Màu đen này. Xe ngọc đỏ các bạn. Dưới gầm xe này mình có gì đấy? Dưới gầm xe này, để mình xoay nó lại nhá. Đây là xe bậc đỏ các bạn. Cũng mang số hiệu 95 này. Có cắt này. Tốc độ chưa? Cũng có tia chớp này nhưng mà biết là nó có cái cổng phía sau để không chúng ta cũng mổ tưởng nó là em chỉ là những quyên mấy bạn. Hai chiếc xe còn lại của chúng ta có gì đây? Đây là một chiếc xe màu hồng các bạn. Đây là chiếc xe màu hồng này. Đó, xe màu hồng này. Đây là chiếc xe 51 này. Chỗ này có 4 chiếc xe nữa các bạn. Thì đầu tiên mình đang có một chiếc xe màu xanh các bạn. Xe Bít này bạn. Bus Bít. Mã số hiệu là 1000 các bạn. Cửa có thể đóng mở ra vào các bạn. Được chưa? Đây là một chiếc xe gì nữa? Đây là một chiếc xe đua các bạn. Một mặt được sơn màu đen bạc bị chóc rồi này. Mã số hiệu 20 có màu xanh viền các bạn. Cái bánh của nó này. Các bạn nhìn cái bánh của nó đường nét tinh xảo này. Đây là một xe 95. Màu đỏ. Rất là chi tiết luôn các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Cái này chúng ta có gì đây? Đây là hình một cúp này ta. Đây là hình một cái cúp luôn nha. Nhìn ra chưa? Hình cúp quay. Còn hai chiếc xe cuối cùng là chúng ta. Đây là một xe cũ đó. Để chọc quả thôi sao. Nhưng vẫn được nha các bạn. Sẽ bỏ nó lại. Hôm nay mình cũng tập xe rồi nhé. Cảm ơn các bạn video.